Cháu Lực xin được kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống nhà của em Quân cô bác ạ. Cô bác có thể nhìn thấy từ xa xa bên kia là những cái cánh đồng, cánh ruộng bậc thang. Nhìn thấy bà con bây giờ là có vẻ như là thời tiết khá là nóng với cô bác, nhưng mà ai cũng đang bận rộn là... Ai cũng đang bận rộn vào trong những cánh đồng ruộng của mình được khởi đầu trên một cái vụ mùa mới. Ở nhà em Quân thì ở phía bên kia là cũng có một ít ruộng của bác, một ít ruộng, nhưng mà theo như em Quân chia sẻ là hàng năm là không có đủ ăn đâu, được cũng khá là ít thóc thôi. Thứ nhất là một phần là chắc là không có phân lân phân đạm, và một phần thì là do cái cách mà để mà trồng trọt ấy thì còn khá là kém ấy cô bác, thành ra là nó không có được năng suất cho là bao nhiêu cả. Hay còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào nhà của em Quân cô bác nhé. Không biết là hôm nay đi xuống thì có bắt gặp là em Quân ở nhà không. Cái mùa này là đang vào cái mùa mà mùa trồng ngô này, trồng lúa này, cho nên là sợ rằng là em Quân đang làm thuê hay là đi lấy công gì đấy cô bác. Ở phía bên kia thì cháu được nhìn thấy là có khá là nhiều hộ gia đình đang làm ruộng ấy cô bác. Thì hầu như là cái con đường đi xuống nhà của em Quân thì không có xa lạ gì với các bác nữa rồi. Mỗi lần là cháu được đi xuống thì có những lần cháu được là ghi hình lại, còn là có những lần thì cháu được sẽ không có ghi hình được. Chỗ này thì em Quân sửa lại để mà lấy cái máy cày đi cho nó dễ dàng hơn cô bác. Nhưng mà đường rất là trơn cô bác ạ. Tại vì nó có những cái đất mà nhỏ này cô bác này, nó thành khiến cho mình là đi Như kiểu mình đang đi trên cái hạt đậu gì đấy. Và nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là thấy em Quân với lại thêm hai bạn nhỏ nữa là đang hót phân. Không biết là dùng phân này đi đâu. Ôi anh chào Quân nhá. Chào mấy thằng nhá. Em chào anh ạ. Rồi, đang làm gì đấy? Em đang hót phân ạ. Có cả Hải ở đây à? Ừ. Hôm nay Hải là ra hộ cả anh Quân à? Vâng. Ôi anh chào Hải nhá. Vâng, em chào anh ạ. Đây. Thế là Hải là ra đây lâu chưa? Lâu rồi ạ. Lâu rồi á? Vâng. Từ lúc mấy giờ rồi? Từ lúc 7 giờ rồi ạ. 7 giờ à? Vâng. Thế hôm nay là ra đây là cùng anh Quân làm gì đấy? Vì đây trả công thôi ạ. Trả công á? Vâng. À, thế là hôm nọ anh Quân lấy được công à? Vâng. Ôi giời. Đây là có cả thanh niên nhỏ nữa nhỉ? Bạn vâng. Nhỏ này từ đâu về ấy? Từ sáng nay. Từ sáng nay lên rồi à? Ồ, thế là cả Hải nữa là từ sáng nay lên rồi Hải? Vâng. Thế sao biết là nhà Quân chồng đấy? Quân điện à? Anh Quân gọi điện ạ. À, Quân gọi điện đúng không? Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Chú Quân xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Ồ, thế Quân là hôm nay là nhà mình làm gì Quân? Em trồng ngô ạ. Trồng ngô à? Vâng. Trồng sắp hết chưa? Chưa, còn nhiều ạ. Còn nhiều á? Vâng. Có ai ra hộ không? Có. Có đông người không? Hai người thôi. Hai người thôi á? Vâng ạ. Cả Hải với lại thêm một người là hai người à? Không ạ, trên kia hai người ạ. À, thế là cả Hải đấy là ba người à? Vâng ạ. À, thế là anh Sử thì đang bị đau chân, thế là không ra được thì Hải là ra trả công anh Quân à? Anh Sử thì đang bị đau chân cô bác ạ. Bây giờ hiện tại là cũng gần khỏi rồi. Đấy, nhưng mà để mà đi đi làm thì em vẫn chưa có đi làm được. Ông với bà với lại bé Hiếu thì đâu hết rồi Quân? Bà cũng trồng ngô. Bà cũng đang trồng ngô à? Vâng. Thế còn bé Hiếu? Bé Hiếu đấy, ở bên kia thôi. Xem dê ạ. Xem dê á? Vâng. À, thế là đi chăn dê à? Không, lúc đấy cắt cỏ về thì cho ở nhà. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ra đây chú Bảo, ra đây chú Bảo. Đây có vẻ như là
đang chăn dê sao các bác ạ? À, có thêm một bạn nữa. Hiếu khoanh tay chào con các bà nhá. Ừ. Con chào các ông các bà. Con chào các bà. Rồi, hôm nay là Hiếu ở nhà làm gì? Chăn dê. Chăn dê. Chăn dê. Chăn dê. Thế con dê ở đâu? Con dê thế này. Con dê ở kia. Thế là Hiếu là hôm nay ở nhà chăn dê à? À. Đấy, chắc là chạy theo dê thôi bác, để mà chăn dê thì chắc là không có chăn được. Thế là ở tận đâu? Dê ở tận đâu? Dê ở tận đâu? Để chuồng bên kia. Bên kia làm chuồng nào. À, thế dê ở đâu? Đi đưa chú đi xem dê nào. Dê ở đâu? Tí bé mới ra. Tí bé à? Răng rồi đấy, răng tí bé nó. Đấy, phải nói là tiếng nó bằng tiếng Nùng thì bé Hiếu mới biết nghe được cô bác, để mà nói tiếng phổ thông thì không biết nghe. Chú ra, tí bé mới ra. Bé mơ đâu? Tô hơi à? Hả? Bé đâu? À, hôm nay thì có vẻ như thời tiết khá là nắng các bác ạ, cho nên là đi lấy cỏ về cho dê để mà ăn. Đấy, Hiếu thì bây giờ là ở nhà là chăn dê. Mơ dân ta bé ra? Ừ. Mơ răng, mơ ta được bé ở đây à? Dạ. Nhà con em mà đấy. Cảm ơn bà đã mua dê cho con. Khoanh tay vào đồng hoàng, khoanh tay. Nhìn ra đây, con. Con. Cảm ơn bà. Đã mua dê cho con. Rồi, ở nhà chăn dê nhá. Anh đi với Quân nhá, đi với anh Quân nhá. Ừ. Có bao nhiêu con biết đếm không? Đếm. Một xem nào. Có bao nhiêu con? Con. Mi chỉ tú à, bé mà. Chỉ tú. Hỏi bằng tiếng phổ thông thì không biết nghe được các bác. Đấy, bây giờ thì ở nhà là có thêm 3 con dê này, 3 con lợn này, thêm 1 con bê con nữa, là tài sản của nhà của em Quân với lại ông bà với cô bác ạ. À. Hôm nay thì ở nhà em Quân là đang trồng ngô, cho nên là không thể mà bảo em Quân đi trên kia lấy được xi về. Đấy, hôm nay thì cháu Lực bảo là đi xuống đây bảo Quân là đi lấy dê, đi lấy xi về để mà làm lại cái chuồng lợn một chút. Thế hôm nay thì trồng ngô thì không đi lấy được xi ấy, thì là ngày mai nhá. Vâng. Ngày mai là với Quân là đi lấy nhá. Vâng. Làm lại cái chuồng dê một chỗ, chuồng lợn một chút. Còn dê thì chưa cần phải làm chuồng đâu. Vâng. Ôi, bao đấy chắc là khá là nặng rồi đấy nhờ. Vâng. Bà thả hài cẩn thận nhá. Tốt lên xì xèng. Bạn nhỏ này cũng vác luôn à? Vâng ạ. Đây ra. Đây chỉ biết thế là hôm nay là Quân, hôm nay là các cô ra lấy công hay là làm ra không, để mà trả công? Trả công thôi ạ. Trả công thôi à? Vâng. Em Hải thì đi trước rồi cô bác ấy, rất là trơn đấy chỗ đoạn này ấy. Hải bỏ dép ra trơn lắm Hải ạ. À. Bỏ dép ở đấy luôn đi. Thế hôm nay là một mình Quân là con trai thôi à? Với Hải ấy. Vâng ạ. Ồ, thế là về bác phân chuồng này thì chỉ có là cánh đàn ông thì mới làm thôi cô bác. Còn các bác gái thì đang hình như là đang trồng ngô sao. Rồi, có vẻ như là các cô gia hộ em thôn bắt tu bộ khá là nhiều. Tu bộ. Ôi tấm ạ. Thế là ra. Ừ. Ôi, vứt xuống cái kia thôi à? Vâng ạ. Trong ngô thì nhanh thôi nhỉ? Vâng ạ. Thế Hải là xuống đây là hộ anh Quân là việc gì? Tên nè? Chiến cắn. À, đấy đưa cho vào hố đúng không? Ở vật tốt nè. Đi ra bên kia đi. Rút sáng mắt cho. Có 3 cô ra hộ đúng không? Ô, thế có khá là đông người chứ nhỉ? Vâng ạ. Rút sáng mắt đi. Ấy, mà là hộ tóc mày trâu. À, đây là có 2 bạn nhỏ nữa à? Vâng ạ. Ấy là hôm nay có khá là nhiều bạn nhỏ đấy nhỉ? Vâng. Thế một tí nữa chú lấy kẹo cho. Đây, giống ngô này thì hôm nọ cũng được bác Chiêm là mua cho. Cùng với tay phò.
đâm na nào mấy phò? Ừ, đâm nào là. Hai gói thì liệu có đủ không ạ Quân? Không biết ạ. Không biết á? Vâng. Nếu mà thiếu thì liệu ở trên xá còn bán không đấy? Có ạ. Ông lọ thì cháu được đi mua đấy cô bác, thì Quân bảo là hai gói là đủ rồi. Thành ra là cháu được mua hai gói, còn dư còn lại thì cháu được cho em Quân, là nếu mà thiếu thì em Quân sẽ lên trên xá cái để mà mua. Của em là chưa bao giờ trồng theo gói bao giờ, toàn là lấy ngô ở bản trồng thôi. Lấy ngô ở bản trồng nhá. Vâng. Thế là năm nay là mới dùng ngô gói để trồng à? Vâng ạ. Có vẻ như thời tiết khá là nắng, mú đi đâu hết rồi, sao không đổi vào? Mú em để ở nhà thôi. Mú để ở nhà à? Vâng ạ. Các bác gửi cho thì làm sao mà lấy mú để ở nhà được, phải đội chứ. Đi ra ngoài nắng thì phải chịu khó đội mú, mặc áo dài tay vào tí. Có vẻ như là các em, thưa cô bác ạ, quen với cái cuộc sống mà hay đi ra ngoài mà không có mặc áo dài tay, không có đội mũ gì cả. Thế là Hải là hôm nay là không đi học đâu à? Hôm nay là ngày nghỉ đúng không? Các em thì cháu Đức cũng đã gọi là tạo cho các em một cái mối liên kết cho các em một cái mối quan hệ, mà cũng như là thuộc dạng là anh em các bác, thì có những cái công việc gì thì các em đều gọi cho nhau. Thứ nhất là để mà lấy công. Thế hai anh em là chủ trách nhiệm là đi vác phân với lại lấp lại luống à? Vâng ạ. Hôm nay nếu mà anh Sử không bị đau chân, đó là chắc là cả hai anh em ra hộ ấy Hải nhờ. Thế buổi sáng nay là trồng từ mấy giờ hả Quân? Sáng nay là 7 giờ trồng. Bây giờ đi bên kia trồng lúa xong. Trồng lúa bên kia à? Thế hết chưa? Hết rồi. Trồng lúa xong mới ra bên này trồng ngô. Cái thửa mà cháu Lực đang zoom lên cô bác là lúa của nhà em Quân. Thế là sáng nay là các cô là ra hộ trồng à? Vâng ạ. Thế phần là lúa, cái phần mạ cái gì đi đâu để lấy về? Hôm qua là chị nhà chú trên nhà em đây thừa nhiều là cho à? Vâng. Chú cô có lấy tiền không? Không ạ. Không lấy tiền đâu đúng không? Vâng ạ. Thế là nhà Quân là bây giờ trồng lúa xong rồi, trồng ngô xong rồi thì hết công việc ở nhà chưa? Hết rồi ạ. Hết rồi à? Chỉ lấy một cỏ cho con dê thôi ạ. Lấy một cỏ cho dê à? Vâng ạ. Xong lúc nào lại vun ngô nữa, vun ngô bên kia nữa. Thí dụ như bây giờ mà ai thuê mình làm việc gì thì mình có còn đi không, hay là mình chỉ nguyên ở nhà lấy cỏ cho bò, cho dê thôi, cho lợn thôi? Có vẫn đi làm ạ. Vẫn đi làm đúng không? Vâng ạ. Ông bà ở nhà cũng tự chăn cho ạ. Là cũng tự chăm thôi đúng không? Vâng ạ. Rồi. Đi làm được đồng nào hay đồng đấy chứ ở nhà không có tiền à. Rồi, lúc nào rồi. Hết dầu ăn lại không có tiền để mua. Đúng rồi, Quân thì có vẻ như là một cái cậu bé mà năm nay mới 15 tuổi thôi cô bác. Tuổi đời thì còn khá là nhỏ, nhưng mà cái cuộc sống của em hình thành cho em một cái gọi là cái bản thân của em ấy như kiểu là trưởng thành rất là sớm cô bác. Cả những em Hải hay em Sử cũng đều như vậy cả. Ở đây là các cô gia hộ là được bà đi lấy công đúng không? Vâng ạ. Nếu mà Quân đi lấy công thì lại các bác là gia hộ, còn nếu mà bà đi lấy công thì lại các cô là gia hộ ấy cô bác.
Thế là các cô là giáo hộ là chỉ có nguyên bà đi lấy công thôi à? Vâng ạ. Em Quân thì nếu mà nhà nào mà thuê người làm các bác thì là em Quân là đi làm mất rồi, thành ra là không có đi đổi công là được là nhiều cả. Bà thì đi lấy công, còn em thì đi giúp họ cày. Đi giúp họ cày. Vâng. Nhà mấy chú có việc nên là không ra được, không là mấy chú vẫn ra. À. Đấy, em Hải thì hôm nay là lặn lội đi xa đấy nhờ. Anh đi bộ sang hay là anh Quân đi đón? Anh Quân đi đón. Anh Quân đi đón à? À, thế Quân là lấy xe của nhà bác đúng không? Vâng ạ. Con xe nhà bác thì có vẻ như là cũng mua khá lâu rồi nhờ. Vâng ạ. Bác ở trên nhà đi làm rồi à? Vâng ạ. À đấy, thế là thành ra là em mới mượn được xe đúng không? Vâng ạ. Hôm trước em hỏi bác xong xem bác bán bao nhiêu thì bác cũng bán, bác bảo là không bán nữa, chỉ cho em ngồi. Bác bảo lúc... không bán nữa à? Vâng ạ. Không, nếu mà bán thì bác bán lâu rồi thì bác lấy để cho em ngồi lấy cỏ, với lại ở nhà có việc cướp thì mới đi nhanh được ạ. À. Thế là bác đi làm thì bỏ lại xe cho em để mà lúc nào mà nhà bác có việc gì ấy thì em lại hộ đi được à? Vâng ạ. Hộ đưa bác gái đi à? Vâng ạ. Đấy, các cô thì đang gọi là vừa cuốc thành hố và vừa cho hạt giống vào, cho thêm phân chuồng vào nước. Còn là em Quân với em Hải thì hai anh em chịu trách nhiệm là việc là lấp nó lại. Thế lấp như này thì có đâu chân không? Cả ngày gặt không được. Gặt đất này. Không được. Không đâu chân à? Vâng. Có vẻ như là bàn chân của em Quân đó cô bác ạ, thật sự ra một cái bàn mà rất là to này, như kiểu là chân tay to là phải nói là lao động khá là nhiều. Bây giờ là em trồng đây hết xong phải đi lấy cây về để rào ở bên kia, không là con gà cứ nhảy vào. Em cũng bị mất một vụ là gà bị ăn ngô hết. Nó bị nó chẻ cây ngô đúng không? Vâng ạ, năm trước bị chẻ hết. À. Thế là mọi năm trước thì là nhà mình chỉ trồng là những cái giống ngô mà... Ngô ở bản thì không có. Ngô ở bản đúng không? Vâng ạ, không có thuốc. À. Thế là như là những năm trước tại sao mình không đi mua? Những năm trước thì tại sao lại mình không đi mua giống ngô về để mà trồng? Không có tiền ạ. Không bố có tiền. Đi làm cũng lấy dành nhưng mà... bố bảo là lấy ngô ở bản trồng cũng được. À. Thì không có thì bố lấy tiền bảo là cho đi mua dầu ăn với mì chính, thức ăn uống về thôi, không cho đi mua. À, thế là coi như là không có tiền để mà mua hạt giống như này đúng không? Vâng. Thế mặc dù là hạt giống cũng một gói là 130 của bác ạ. À, đối với lại những người khác, đối với lại người khác thì có vẻ như số tiền đấy cũng khá là nhỏ thôi, nhưng mà ngược lại đối với lại em Quân thì số tiền đấy lại cực kỳ là lớn, bằng một ngày của em Cung là của em Quân là em ấy đi làm luôn cô bác. Đấy, năm nay thì được bác Chiêm, bác ở bên bác Hà có giúp cho em Quân là về cái phần khoản là giống ngô này đấy, còn dư gia nữa, cái khoản dư gia thì có thể là cho em Quân để tiết kiệm cũng được, tại vì là Quân là đi làm mà tiền dư ra bao nhiêu thì em mới toàn để tiết kiệm là nhiều thôi. Ôi, bên kia nhà nào có vẻ là đông người đấy nhở? Vâng ạ, trồng mạ, trồng ngô, trồng lúa. Bên kia là có lấy thuê người để mà thuê người về làm không? Có ạ, ở tít bên kia là đang vun ngô, bên kia là họ lấy thuê. À, có vẻ như là có khá là đông người đấy cô bác. Tôi được tưởng là lấy đi đổi công chứ, nếu mà đi đổi công thì phải nói là đi hẳn một tháng rồi rồi, nhìn thấy có 30-40 người mà khá là đông ấy. Đấy, nhà Quân thì được là bà cũng đi đổi công, có cô lại 3 người cộng thêm là mấy bạn nhỏ nữa. Đấy, trong túi anh có kẹo đấy, Quân lấy ra một tí nữa chia cho mấy bạn nhỏ. Đấy, đây Quân lấy luôn ra luôn đi. Chị thương bố tốt rồi, thương bố quay sở Quân ẻo ạ. Khóa lại cho anh nhé.
Vâng ạ. Ăn kẹo không mấy đứa? Hả? À? Mà sợ ảo mà? Mà sợ ảo quân đấy mà? Sợ lọc vịt quân đấy mà? Lọc vịt chứ ổng, mà là ảo. Sợ lọc vịt quân đấy mà? Nước một chì thằng đuôi nữa. Cá phò. Ờ phò. Đấy em nhà em Hải thì là em Sử thì hiện tại là đang bị đau chân không đi được giả công. Đấy nhưng mà em Hải vẫn thay anh Sử của mình là đi làm đấy. Đi Hải chỗ này trơn đấy, cẩn thận đấy Hải đấy. Chỗ này đi dép thì như kiểu đấy lăn trên đấy không ba. Phút tư vào đây chỉ nụ phút tư. Cái lực ý chứ. Ai mà bảo bóng ba con tù mà. Ô ít. Tao. Biết xin không? Hả? Ăn kẹo biết xin không? Cháu xin chú. Và thế. Chắc là đi học là lớp mẫu giáo rồi bằng tuổi với lại tầm bé Hiếu của bác. Độ tuổi đấy. À. Này chị Pi. Thu tú mà này. Rồi. Đây cho anh ăn một con à? À. Cho bà nữa. Ồ, eo hết đi hiểu. Anh thống mà cứ thế. Anh thống. Mấy cô chị nó hay chúng hay chúng nó nó chứ. Ô bác Chiêm thứ hai. Bác Chiêm mà hơi hơi hạ bạc xứ. Hạ bạc. Trên thới hải quân à? Ăn kẹo có ngon không? Hả? Có à? Sao lớp mấy? Lớp 3. Sao lớp 3 rồi à? Có mày ra hộ anh quân à? Thế mấy nữa anh quân có đi hộ lại không? Đờ, cô ơi, bố được cảm ơn. Đấy, các bạn nhỏ này chắc là theo mẹ để sang hộ ấy. Đấy, chỉ có làm được việc là đi cái lớp lại cái hố mà đào mà để hạt giống thôi. Đây bây giờ thì đang nghỉ ngơi một chút đó cô bác ạ. Chỗ này thì có vẻ như là khá là mát. Ô cái quả bi chuối kia nó trồng ngược lên trời nhỉ? Vâng ạ. Hình như kia là cái cây chuối rừng mà hình như là ông của quân ông là mạng đem về để làm thuốc hay sao quá. Thế cứ trồng lên trời thôi cô bác ạ. Nó cứ ra bắp, nó cứ ra bi chuối là cứ trồng lên trời thôi. Đấy, bạn nhỏ này còn đi dép để lớp đây này. Đấy, đỡ đầu chân nhờ. Đấy, phía bên này là em Quân với lại em Hải là hai anh em mà chịu trách nhiệm là đi gọi là hoàn thiện bước cuối cùng nhất rồi. Đấy, còn ở bên kia thì các cô là mỗi người làm một công một việc cô bác ạ. Hôm nay thì có vẻ như có khá là nhiều cô bác giao hộ em Quân. Thì có vẻ như là sẽ hết nhanh đôi quân nhỉ? Vâng ạ. Nhiều người như thế này ấy. Bây giờ thì chỉ còn là 1, 2, 3, 3 thửa thôi. Vâng ạ. Này nước một tốt này mới ào. Đúng.
Này rú, này rú, này rú. Rú. Này, này thêm. Chúng ta có ra mà này toàn. Ra mà ra. Ừ. Cái thửa bên này là trồng lạc à Quân? Vâng ạ. Còn là mấy thửa còn lại thì sẽ để trồng ngô đúng không? Vâng ạ. Thế tối nay Hải thì ăn cơm xong thì Quân mới lại đưa về à? Vâng ạ. Xuống nhà anh Quân làm việc thì có giống như công việc nhà mình không à Hải? Có ạ. Như nhau thôi đúng không? Bỏ. Có vẻ như là xung quanh hàng xóm của em Quân thì có khá là nhiều bạn nhỏ các bác ạ. Có thể là cùng với lại mẹ sang để mà phụ em Quân chẳng hạn. Những cái bạn nhỏ này thì cũng không phải nói là không làm được những công việc nhẹ, thì làm chuyên làm những công việc. Những cái bạn nhỏ thì không làm được những công việc mà nặng, thì là chỉ có làm những công việc mà nhẹ nhàng thôi. Còn ở đây thì em Quân là em ấy khi nào mà hết phân ấy thì em ấy đi xuống dưới nhà để mà lấy phân chuồng lên. Thế hôm nay Quân thì đi đón em Hải thì đi tận đâu? Tận nhà. Tận nhà để đón à? Vâng ạ. Ồ thế là một tí là đưa đi tận nhà. Vâng ạ. Thế một tí nữa thì nếu mà tối, nếu mà muộn muộn rồi thôi hết rồi thì Hải cùng anh để về luôn. Anh đưa Hải về, Quân đỡ phải đi. Đấy, đi thì Quân cũng chỉ mượn xe của nhà bác đi thôi, chứ không có phải là xe của em đấy cả. Thế như trước anh Quân đi hộ nhà mình làm gì, hôm nay là mình ra hộ, mình ra trả công. Trước anh Quân đi anh như hôm trước thì anh Quân là đi hộ làm cái gì à Hải, hôm nay Hải ra trả công ấy, cùng làm nhà mới phải ạ? Cùng làm nhà mới à? Vâng. Đây chắc có những lần thì là em Quân là em ấy đi hộ cùng anh Sử để mà bưng cây này kia đấy cô bác, khá là nhiều. Quân thì lên hộ hai anh em Hải Sử là khá là nhiều lần rồi chứ không phải là một hai lần đâu. Có những lần thì em Sử là em ấy đi xuống đây đón. Cái thửa này thì trồng lạc thì có vẻ như là sẽ trồng chậm hơn cô bác. Tại vì lạc thì là trồng nó xen ké nhau nhiều hơn, trồng nó gần hơn. Hôm nay Hải ra hộ nhà anh Quân thì có thấy nóng không? Có thấy không, nắng không? Không đâu ạ. Không đâu à? Vâng. Đấy, thời tiết như vậy thì cũng để mà nắng quá thì cũng không có gọi là quá nắng của bác ạ. À, thời điểm hiện tại nó đang rơi vào tầm mùa thu đấy. Quân thì lần sau mà đi ra đồng ấy, ra nương ấy thì đội những cái đội mũ vào, xong rồi đội áo, xong rồi mặc áo dài vào nhá. Vâng. Anh làm như vậy thì nó sẽ đen, nó đen, nó giúp mình đen nhanh hơn đấy. Vâng. Chống nắng một chút. Vâng. Cảm giác như là các em rất là thích những cái màu da mà đen đen nhỉ. Đây là lâu lâu nắng một lần thì mới không mặc thôi ạ. Hôm nay là hôm mà nắng, hình như là đợt nắng mà vừa mới lạnh quá ấy cô bác, nắng ngày đầu tiên. Đấy là như nếu mà nhà Hải mà có công việc gì thì lại điện cho anh Quân để anh liên hộ nhá. Vâng ạ.
Đấy, hôm nay thì có vẻ như là các bạn nhỏ thì cũng khá là nhanh nhẹn được không? Nhà hải trong xong hết chưa ngôi. Hết rồi. Đấy, các cô thì trêu nhau bảo là hôm nay nắng nhiều hơn. À, mọi hôm thì đi các bà đi hộ nhà nhà các cô thì có vẻ như là không được nắng hơn hay sao ấy. Vâng, toàn là sương mù. Toàn là sương mù nhiều hơn à? Vâng. Nên là nắng lần đầu vừa ấm. Thế còn là máy thửa dưới này thì sao không cày nốt hả Quân? Thửa này để làm gì á? Hôm trước em để cho lấy cắt cỏ cho dê ăn. Chỗ này thì để là trồng cỏ đúng không? Vâng. Bài bè hiếu thì không biết là lại đi đâu về đây này cô bác ạ. À. Hôm nay thì là ngày nghỉ cho nên là các bạn nhỏ mới không có ai đi học ấy, chứ không là không có ai ở nhà đâu cả. Ôi ai ghi cho Hải cái áo này đấy? Mua từ có. Sao lại có đúng tên của Hải luôn này cô bác này? Nguyễn Quang Hải. Đấy, bây giờ thì chỉ còn là ba thưởng thôi là cũng thả hết rồi. Cô bẹp phần à. Ở chỗ này thì độ trồng tầm 30 phút nữa là cũng sẽ hết rồi cô bác. Hết một mùa vụ mà trồng nữa trồng ngô của nhà em Quân rồi. Toàn em đi tao có chơi bi. Đã mặn mất bèo. Mấy súng mà hôm nay xong nó. Xem mà giống ngô là có đủ không? Dạ. Giống ngô là có đủ không? Chắc là đủ thôi nhỉ. Còn ba thừa. Chắc còn thừa một ít à. Tí còn thừa nữa lại trồng sắn nữa. Tí lại trồng sắn nữa à? Sắn trồng thừa bé bé thế này. Thế trồng sắn thế này để làm gì? Lấy trồng lúc nào nếu mà có quả thì lấy cho lợn ăn với lại lấy cho lợn với nấu cám cho con bò. À, thế là cũng chỉ để cho bò cho lợn thôi đúng không? Vâng ạ. Hải như kiểu là áo của Hải là khá là nhỏ đấy nhỉ Hải nhờ. Hôm nay thì đi xuống thì bắt gặp lại em Hải là cũng đi ra hộ nhà em Quân. Thế là hôm qua là anh Quân điện nói như nào? Ơ anh sẽ mất cái đây chào. Này 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 lắn này viên lo. Mì. Bò à? Trồng ngô cách làm luống khá là xa cho nên là nó sẽ trồng nhanh hơn. Vậy. À, vừa rồi thừa này bò. Thừa mà trồng ăn sẽ mất tua. Đậu ấy cô bác thành trồng lạc thành ra nó sẽ chậm hơn. Ở đây thì em Quân chia sẻ rằng là vừa trồng ngô này vừa trồng lạc này và cộng cả thêm là trồng cây sắn nữa. Cái sắn này là trồng là mấy nữa thu hoạch luôn hay là để vài năm nữa mới thu hoạch? Để tầm sắn này trồng tầm 2 năm. Một năm là có quả vẫn bé, 2 năm mới lấy được. Tầm 2 năm mới thu hoạch được á? Vâng. Ủa thế thì trồng khá là lâu đấy nhỉ? Vâng. Liệu đến năm sang 2 năm nữa thì lúc mà đào lên thì lợn nhà mình đã xuất tầm mấy chuồng rồi? Chắc được rồi. Được lứa nào chưa? Chắc là được rồi. Chắc là được rồi đúng không? Vâng. Lợn mà nuôi 2 năm rồi thì nếu mà nó không lớn lên ấy chỉ có là nó thuộc thành dạng lợn còi mất rồi. Vâng ạ. Đấy, lợn lấy là nên phải là bán gấp đi để mà lại đổi con lợn giống mới. Vâng ạ. Hôm nọ thì anh cũng quên là đi mua là hình như là mình mua mấy con lợn cái nhỉ? Hay là toàn cái hết? Dạ, 2 cái một đực nhưng mà họ lấy thiến đúng không? Lấy thiến ạ. À họ. Thế là 2 cái một đực họ lấy thiến thì có một con để làm con ăn lợn nái được, còn 2 con thì chắc là nuôi cho nó lớn. Vâng. Tại vì lợn để mà nuôi nó lớn các bác thì không nên làm lợn giống, tại vì lợn giống là con nó rất là nhỏ. Bây giờ thì hầu như là người ta không có để mà lấy như kiểu thuộc dạng là người ta sẽ thụ tinh cho lợn đấy các bác ạ. Họ nếu nhà họ đủ điều kiện họ mới dám nuôi lợn giống. À, đúng rồi. Mình không có tiền để mua cám thì không lớn được đâu. Nó còi. Đúng rồi. Tại vì con lợn giống thì nó không thuộc dạng như dê các bác ạ. À. Thành ra là người ta hay thiến là nhiều. Vâng. Ôi, dưới kia thì đã xong chưa? Chưa. Ôi, anh em mình đi cùng nhau làm nốt đi nhờ. Vâng ạ. Đi.
tụ cứng ăn nè. Kia nè, mới ta thì hiểu đi. Hiểu ra đây làm gì? Hả? Tụ bổ. Con dê đâu? Đi chăn dê đi. Đi về nhà xem dê đi. Không tí nó đi đâu ấy. Đi về nhà xem dê đi. Từ dân giang thì bè đẹp bè. Hiểu. Dân ở nhà thì bè bè. Bè đây. Hả? Về nhà ở bên mà. Trời, phân này. Đất này đen là phân. Nhìn không thấy phân đâu. Đất này thì có vẻ như là tốt hơn là nhiều nhỉ. Vâng ạ. Có vẻ như là dâu của em Quân thì dưới kia có vẻ như là khá là tốt đấy nhỉ. Vâng. Hai luống ở trên kia đấy. Có ra hoa luống... với Quân dâu đấy. Có ạ. Hai luống đầu rồi. Hai luống đầu ở cạnh tả ly đẹp hơn. Còn bên ngoài là vẫn tưới nước với lại để phân, nó không đẹp bằng. Không đẹp bằng đúng không? Vâng, hai luống ở tả ly là lúc làm nhà chú làm nhà thì lấy phân ra đủ. À. Đấy, bà với lại một bạn nhỏ nữa là việc mà cho hạt giống mà. Này tôi tú cờ mát đập hồ. Thế là một hố như này là bà sẽ trồng là 2 đến lại 3 hạt ngô vào đấy cô bác. Bạn nhỏ này năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà đã biết trồng ngô rồi? Hả? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mới được cả tí à? Không biết à? Chắc là có vẻ là còn ha. Bé còn ngại cô bác, thành ra là không có dám trả lời cho được chứ. Và nếu mà lên lớp thì bé lại khác ngay. Vậy bà với ông thì phải nói là năm nay cũng ngóc nghét là được 80 tuổi rồi cô bác. Một hai ông bà thì phải nói là chịu khổ từ lúc mà... Hai ông bà thì phải nói là cái cuộc sống của hai ông bà thì phải nói là khá là nhiều cái câu chuyện mà buồn là xảy ra cô bác ạ. Ở đây thì cháu Đức sẽ không có nhắc lại những câu chuyện buồn của gia đình của em Quân nữa. Ở đây thì chắc có vẻ như chắc hẳn là các bác theo dõi từ lâu rồi, cho nên là các bác cũng đã biết hoàn cảnh gia đình của em Quân rồi. Không biết là vừa đi đâu nhặt được một cái khoai về đem ra đây để mà rửa này. Chắc là đi ra ngoài nương cái để mà rửa đây. Lấy trên này này, hữu này. Đấy, rửa vào đây này. Đây, rửa vào đây cho nó sạch này. Đấy. Đấy, rửa vào đây. Đấy, xong là bây giờ đi xem dê đi nhỉ. Bây giờ tí bè ra, đấy bà. Sau này mà bé hữu mà lớn lên thì... bé cũng tự lập rất là sớm đấy cô bác. Hầu như là các bạn nhỏ trên vùng cao thì ai cũng đều tự lập rất là sớm đấy, nhưng mà các em thì lại thiếu đi tình cha tình mẹ, không có người bố người mẹ bảo ban thì phải nói là không có. Đi ra ngoài thì sợ rằng là bạn bè sẽ trêu, thành ra là khi mà các bé lớn lên biết suy nghĩ rồi thì sẽ tủi thân. Sau này mà lớn lên thì không thể tránh khỏi được những đi học thì bị các bạn trêu đâu. Đây, ra đến đây là bảo là rủ cháu Lực đi xem dê đấy cô bác. Nhưng mà nói bằng tiếng Nùng thôi. Tí bé mới ra. Bé ra, phải chăng tí bé lo. Đi lưu tóm em lo. Thấy chị nhà lo. Ra. Đâu, nó ở đâu. Đấy, chỉ là cũng biết là ở bên này hôm nay thì Quân là không có đi... đi lấy được không cho nó đi để mà đi ăn cỏ được, đi ra ngoài để cắt cỏ về đấy cô bác.
Có vẻ như là con ở phía bên kia thì lớn khá là nhiều. Còn hai con bên này thì cảm giác như là cháu được nhìn thấy là con dê đực ấy, đang là lớn hơn con dê cái một chút rồi. Thế một tí nữa thì em nhà em Quân sẽ lại trồng thêm một chút sắn ở đây nữa. Ali khâu bần bần à. Nhà Hải có trồng sắn ở nhà anh Quân không nhỉ? Có à, trồng sắn ở tận đâu nhà Hải ấy? Trồng ở dưới nhà. Hôm nay đi xuống thì khá là bất ngờ các bác ạ, khi thấy em Hải là anh Sử là hiện tại là đang bị đau chân, cũng đi xuống phụ anh Quân để mà làm. Bùi ra tay là trồng sắn thì cũng trồng khá là đơn giản các bác, nhưng mà phải nói là cái để mà thu hoạch được ấy thì khá là lâu, thì mới thu hoạch được độ tầm hơn năm thì nó mới có quả để mà to được. Bè Hiếu thì không có để mà làm được đâu các bác đấy, nhưng mà cũng ra đây này để mà ở nhà thì chẳng có ai đấy. Đi đâu ấy Hiếu hả? Đi đâu? Rất là lì các bác ạ, khuôn mặt của bé Hiếu ấy không có kiểu và sợ sệt gì đâu các bác ạ. À, Hiếu chào tạm biệt các ông các bà, là xong đi chơi nào. Khoanh tay, khoanh tay, khoanh tay nào. Giật cái là chạy luôn. Khoanh tay, khoanh, khoanh tay, chào con tạm biệt các ông các bà đi. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Bye bye. Rồi đây, phải chị dạy nhiều thì mới nói được cô bác. Những cái câu này thì cháu Lực hầu như là lên là cũng dạy em rồi đấy, nhưng mà này, để mà em ấy tự nói ra thì em ấy rất là nói, mình phải nói trước thì em ấy, để mà cho em ấy tự nói thì em ấy không có thể nói mà nói ra được, thì phải nói trước thì em ấy bắt trước đi theo. Và bây giờ thì còn một thửa dưới kia nữa thì là cũng trồng hết rồi, chắc là có lẽ cháu Lực cũng sẽ xin phải tạm dừng cái thước phim này thưa cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói lời hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ.